Thưa quý vị, cô bác, anh chị, hôm nay em đi vô làng chài thì hỏi thăm sức khỏe. Nguyên cả làng chài đi chích vaccine về, ai cũng bị sốt là đa phần. Sau đó là không có đi làm việc được, phải nghỉ ngơi 2-3 bữa, 4-5 bữa gì đó. Thế nên cái chương trình mà phóng sanh ngày mai chỉ có thể làm được cho một người thôi. Dạ, em ngày mai sẽ làm cho cô Lâm Trúc Phương à. Nếu có dư thì cô Lâm Trúc Phương à. Cô Lâm Trúc Phương ơi, cô để ngày mốt nha. Mai con làm hồi hướng cho anh Khổng Tường Phát 49 ngày. Hôm nay không có phóng sanh được gì hết, bởi vì không có ai đi bắt, nên chúng ta không cần phải cứu. Và khi có động vật bị hại thì chúng ta sẽ cứu. Dạ. Thì hôm nay là mình được nghỉ ngơi mấy bữa. Chiều con dắt chó đi tập luyện thần thú, cho đi tới đi lui, nó vận động. Hôm nay anh em mình đi khám phá cái chỗ nào nữa đây? Né né vô, né né vô. Bây giờ hết dịch, mấy cái chốt mở ra thì người ta bắt đầu đi lại nhiều, thì con vẫn tiếp tục cái chương trình của con là nhặt rác thải, giải cứu động vật, để nâng cao ý thức cộng đồng, bảo vệ thiên nhiên động vật, để cho quang cảnh nơi đây không bị san bằng thành đô thị hóa. Thôi, những ai đang ủng hộ thì thật là điều đáng mừng, bởi vì con sẽ giải cứu được nhiều hơn, con sẽ bảo tồn thiên nhiên tốt hơn, con sẽ ra nhiều chương trình chống lại rác thải nhựa tốt hơn. Từ 2016 thì con bắt đầu cho mấy em nhỏ làm bảo tồn. Và một trong những cái phong trào nổi bật của Tuyôn chính là nhặt rác thải ở biển. Thì đó là những em nhỏ khoảng chừng 6 tuổi đến 12 tuổi là học bơi tiên cá, với con là con cho làm hết. Nhưng mà đến năm 2018 thì để mục đích là tạo động lực cho mọi người làm theo. Nhưng mà 2018 thì cũng có mấy người ta làm bảo tồn biển ở Việt Nam. Nhưng mà hiện tại bây giờ người ta bị dính phốt. Nghĩa là khi người ta nổi tiếng nhờ cái việc đó, người ta bắt đầu vì lợi nhuận, người ta ăn chặn tiền, làm từ thiện này kia. Dạ. Thì những gì con đi đầu thì con muốn cho người ta ảnh hưởng tích cực. Nhưng mà khi mà con thấy là người ta làm không được thì con rất là, trời, con rất là đau lòng luôn cái cảnh này. Ai vậy? What? Ai chặt phá hết những cái cây này ở đây vậy? Trời. Mới hết dịch một cái, mọi người thấy không? Chỉ còn mới hết dịch một cái thôi, người ta sẽ san bằng tất cả cây cối ở đây. Trời. Đền thờ Quan Thế Âm ở đây. Thưa quý vị, hay, lắng động tâm thức, buông xả, tha thứ, từ bi. Thôi, thưa quý vị, những ai đang xem cái video này, để chứng minh cho mọi người thấy rằng khi mà mọi người thoát khỏi bệnh tật thì mọi người chả bao giờ mà muốn bảo vệ thiên nhiên và động vật. Đó là mọi người sẽ tiếp tục tàn phá. Chỉ là mới hết dịch Covid thôi mà người ta đã san bằng hết cây cỏ nơi đây. Hôm nay chỉ là mới một ngày đầu thôi, và ngày mai chắc có thể họ sẽ săn bằng tiếp. Ở trong đất này có rất nhiều loài sinh vật. Khi mình phá hoại thiên nhiên,
những cây cối này mình chặt bỏ hết chỉ để cho vui mắt, nhưng mà những cái cỏ này nó thải ra khí oxy, nó cho mình sống tốt, và nó là môi trường của những cái loài vật phát triển, những con bướm, những con sâu, những con ong, những con bọ, những con đom đóm nó đang sống ở đây, hủy hoại môi trường sống của nó. Nó sẽ không phát triển được, nó sẽ chết luôn. Và chư Phật, rồi ở đây có đền thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, nói luôn, Quan Thế Âm Bồ Tát là từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh bình đẳng. Từng cành cây, ngọn cỏ, Phật có dạy là chúng ta phải yêu thương luôn. Bởi vì có sự sống là có sự yêu thương, và đó cũng là một sinh mệnh, cành cây, ngọn cỏ. Và bây giờ người ta có thể chặt và rác, thải nhựa thì không đốt, họ chỉ chặt phá cây cối và tạo ra rác thải. Và họ cho rằng khi họ dọn dẹp chỗ này sạch sẽ là vì Quan Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì đây là miếu thờ, miếu thờ Quan Thế Âm Bồ Tát thì cần thiên nhiên. Nhưng họ lại tàn phá cây cối ở đây. Họ tự nghĩ rằng Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ rất thích điều đó, nhưng không. Ngài yêu thương chúng sanh đang sống xung quanh của Ngài. Quý vị đang tu theo thần chứ không phải là tu theo tiên. Con đường quý vị thành Phật nó còn xa xôi, dịu vợi lắm luôn. Tu theo thần mới lập đền thờ, miếu thờ này kia các kiểu, tô vẽ đắp hình tượng các kiểu, nhưng mà không có làm theo lời của Phật dạy. Thần thì đi đôi với quỷ, tiên thì đi với người. Quỷ lên thần, người lên tiên. Người mà đi vô cảnh giới của thần là đi vô cảnh giới của quỷ. Đó. Chỉ một ngày bắt đầu mở cách ly Covid-19 đó, cây cối thì họ lại đốt, còn rác thải họ không đốt. Trời, mấy bao rác này con lụm lên không ai đốt giùm con hết. Và giờ nó nghe mùi thúi của cức, nó vô nó hửi. Hey, get out of here. Come with me. Mấy em đã thấy vai trò của mình chưa? Anh đã dạy như mấy đứa như thế nào? Cố gắng làm thần thú. Hôm nay anh cho tụi em nhịn đói, chỉ ăn cơm. Để tụi em nhớ rằng hôm nay là ngày mình nên ăn chay. Mà làm gì nó sung vậy? Oh man, nó đi lùi được luôn hả? Con tạo cái phong cách gì? Đúng là funny thật. Dạ. Người ta lại tiếp tục chặt phá cây, phá cây ở đây. Cảm thấy đau lòng quá. Thiên nhiên có thì con người mới còn. Cỏ cây hoa lá đều là sinh mệnh, tại sao quý vị lại giết họ? Phá nhà của mấy con vật rồi tự cho đó là những việc tốt đẹp nhất. Vì cái miếu thờ Quan Thế Âm phải sạch sẽ. Quý vị ơi, làm như vậy là mất phước. Nói gì được. Chúng sanh vô minh nên Bồ Tát phải chịu khổ. Chư Phật vì từ bi tột đỉnh mà nói ra những điều không nên nói. Nói ra là bị ăn đá, ăn gạch, ăn sỏi. Chết đi rồi thì người ta mới gọi là Phật, còn sống thì người ta kêu là thằng khùng, thằng điên, thằng bá trợn. Đó. Cuộc sống là như vậy. Tàn phá thiên nhiên dữ quá ha. Trời ơi, cái đền thờ Quan Thế Âm Bồ Tát cảnh đang đẹp, quay phim đang đẹp, làm banh chành hết rồi, sang bằng hết luôn. Giống như ba của em vậy đó, trước cửa nhà hả, cây cối mọc xanh đẹp, đi chặt đi đốt, rồi xong rồi bị bệnh. Bởi vì sao? Tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên. Môi trường sống của các loài vật đang sinh trưởng tốt, tự nhiên đi chặt phá môi trường thiên nhiên, làm hại động vật. Sao vô đây hôi cứt vậy? Ai vô đây ỉa vậy con? Có người vô đây hồi ỉa trong này hả? Tụi con nha, đánh hơi được cái mùi đó rồi thì không có được
tiếp cận nó nha. Đứa nào mà miệng thúi là về là cho ăn cơm nghỉ ăn 3 bữa luôn á. Ôi đền thờ Quan Thế Âm ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát ơi. Bởi vậy tôi không có thích con người xíu nào luôn á. Bởi vì những việc con người làm gây hại cho thiên nhiên động vật quá. Nhưng Tuyên lại có tình yêu thương bao la và rộng lớn. Tuyên có sự từ bi và buông xả. Những việc xấu con người làm thì tôi sẽ làm lại cái video để cho mọi người thấy mà thức tỉnh. Nhớ hãy trân quý từng cành cây ngọn cỏ nha. Cho dù nó là con sâu, nó ăn cái lá cây này, nhưng mà đó là một điều rất tốt. Trời ơi, vô đây chặt banh hết luôn rồi. Hỏi sao hết dịch Covid. Nhờ quý vị Bồ Tát ủng hộ Tuy Ôn phóng sanh, nay dịch Covid bắt đầu tạm ổn thì con người lại bắt đầu tàn phá thiên nhiên. Họ thấy cây cối giống như là hả có thù từ đời kiếp nào vậy đó, chặt phá hết. Họ sợ rắn, sợ đồ đủ thứ, nhưng mà họ không biết được rằng khi chúng ta yêu thiên nhiên thì tất cả các loài vật sẽ yêu quý chúng ta. Nếu qua bên Úc thì sẽ thấy bên Úc người ta bảo vệ thiên nhiên thế nào. Người ta còn có thể sống chung được với cá sấu nữa. Nhưng ở đây con gì giữ là giết, là ăn thịt. Cây cối mà mọc ra tùm là sang bằng để làm đô thị hóa, nhà cửa. Và cảnh này, không khí này trong lành, sạch sẽ, thơm tho như vậy, có đẹp không ạ? Em hỏi quý vị thật tâm một câu, có đẹp hay không? Tại sao lại chặt hết? Đó là lý do em không tiêm vaccine. Em nhường vaccine cho mọi người đó, để em chỉ có cơ hội duy nhất là sống trong rừng nước và bảo tồn thiên nhiên. Em không còn cơ hội sống về thế giới con người nữa. Em sống với những con thần thú này, những con chó mà đang huấn luyện làm thần thú, tiên thú. Đó, rồi tụi con muốn làm gì làm đi. Đó, dạy cho mấy con chó nó khám phá thiên nhiên, nó yêu thiên nhiên thì đi đâu nó cũng sẽ đi theo. Đó, đi làm việc đi mấy đứa. Bơi luôn. Cứ đi làm việc đi con ạ. Đó, coi học hỏi. Happy nè, chưa bao giờ bơi nè, bây giờ xuống bơi theo mấy bạn coi. Đó, Happy thấy mấy bạn bơi làm sao? Huấn luyện hết rồi, Happy qua nhà người ta ở, đâu có ai dạy bơi cho đâu. Giờ nhìn mấy anh chị bơi, Happy ngạc nhiên lắm. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao mấy đứa này nó liều vậy ta? Thật sự nó liều thật chứ. À, các bạn coi YouTube nhớ ủng hộ, đăng ký kênh Tuy Ôn nha. Làm ơn, các bạn ủng hộ thì thiên nhiên động vật còn, không ủng hộ thì mất hết. Mất hết nha các bạn. Đồng hành cùng với Tuy Ôn thì các bạn có được những điều tốt đẹp này cùng với Tuy Ôn. Tôi mở ra thế giới mới cho các bạn. Một thế giới đầy tình yêu thương, sống hòa hợp với thiên nhiên và động vật. Đó, 1 triệu sub trên kênh YouTube Tuy Ôn, các bạn sẽ coi cuộc sống của tôi và một bầy rái cá và một bầy chó. Còn bây giờ tôi không muốn sống với một bầy rái cá, bởi vì để tránh thị phi, người ta sẽ bắt chước Tuy Ôn và làm việc xấu. Người ta chỉ coi clip nhưng mà không có đăng ký kênh, không có ủng hộ để người ta bắt chước Tuy Ôn, rồi người ta làm bậy, hại thiên nhiên và động vật, hại thú hoang dã. Đó là lý do tôi không muốn cho các bạn coi nhiều những cái điều tuyệt diệu nữa, mà chỉ có làm tiên cá mới biết được. Tiếp tục khám phá thiên nhiên đi con. Thương quá luôn. Còn Lucky nó xạo ghê không? Nó chưa có tắm miếng nào hết, nó chưa nhảy xuống sông bơi miếng nào mà đặt vũ lông nữa. Ơi, giỏi quá à.
xuống bơi khám phá bên này cho anh, coi bên này nó có cái gì bên này. Xuống đi, đừng có ngại. Xuống kiểm tra dưới sông cho anh. Nhanh lên. Hả? Thấy cao quá không dám nhảy hả? Phấn này à, con thấy dưới sông có gì không con? Tình yêu thương bao la rộng lớn quá. Mấy con chó em ngồi đây nó lại nó vũ nước vô người em. Xong luôn bộ đồ. Nhiều khi không nghĩ mấy con này là con chó luôn á. Nghĩ nó là con quỷ. Cái gì mà tinh ranh dữ vậy? Nó mà đứng gần gần em hồi là nó bắt đầu nó nhảy lên người em, nó bám cho dơ đồ em để em nhảy xuống sông á. Em thì em dơ em mới xuống sông được. Happy à? Happy, nói con nghe nè. Con là cún, con biết bơi tự nhiên rồi. Con đi bơi đi nha. Bơi đi, hồi về cho ăn thịt gà. Hả? 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 Nào, Happy xuống nước coi. Happy xuống nước bơi coi. Oh shit. Tội nghiệp bạn này quá, có ba chân à quý vị. Ba chân nên đi lại hơi bị khó. Nhưng mà cũng xiên lắm. Dắt té là té. Má em nói là không có cho mấy cái con chó đi ra tự nhiên. Nhưng mà em để cho nó đi tự nhiên. Cái này em đang dạy nó sống hòa hợp với thiên nhiên. Đó. Con ba chân ở nhà nó được cưng lắm. Sợ nó ba chân nó bơi không được, nhưng mà nó bơi quá cha thiên hạ. Hai con này thì em dạy nó bơi thành công bởi vì em cho nó nhiều kinh nghiệm rồi. Nên bây giờ nó là tự như vậy, nó thấy nước là nó như vậy. Còn hai con nữa thì chưa có dạng nước. Từ từ rồi dạy sao. Các bạn có ủng hộ Tiêu Anh không? Có nhấn like cho Tiêu Anh không? Có muốn Tiêu Anh cứu thiên nhiên động vật thay các bạn không? Có muốn Tiêu Anh giúp các bạn làm phước không? Nếu muốn thì hãy để lại một like. Còn yêu thương Tiêu Anh thì đăng ký kênh. Đăng ký kênh Tiêu Anh. Tiêu Anh đã từng lấy nút Ruby YouTube luôn rồi. Tôi từng có kênh YouTube 32 triệu sub và tôi phải bán để giải cứu động vật. Kênh 12 triệu sub thì Vân Sơn Entertainment report 3 cái video clip mà tôi đăng diễn viên hài Hoài Linh lên diễn với Vân Sơn á. Thì chưa kịp xá thì ổng thấy ganh tị ổng xá luôn. Chứ không thôi giờ công tác bảo vệ thiên nhiên động vật đã thành công nhiều năm nay. Do mọi người còn ganh tị, còn tham lam, còn ích kỷ mà làm trì trệ việc giải cứu thiên nhiên động vật của Tuy Un, dẫn đến đại dịch Covid như hôm nay mọi người đã thấy rõ. Tôi đã nói trước 7 năm rồi. Khi mà tôi dắt rái cá Ti Ti đi ra ngoài sông và đã nói, lúc đó con sèn nó chỉ còn là một con chó nhỏ thôi. Nhưng chả mấy ai quan tâm, mọi người chỉ quan tâm những người giàu sang phú quý, những người lên YouTube khoe của, đại gia các kiểu. Tuy Un thì không có những cái thứ đó để khoe. Chỉ có cuộc sống chân thật với những con thú trong thiên nhiên. Trời ơi, nó hạnh phúc quá rồi. Con bơi được như vậy tôi rất là vui luôn á Tommy à. Như vậy mới đi xa được cùng nhau chứ. Học trò Tuy Un không đi được cùng Tuy Un. Bởi vì học trò Tuy Un không đủ niềm tin vào Tuy Un. Học trò Tuy Un còn quá nhỏ và dễ bị chi phối bởi bạn bè. Cứ nghĩ việc mình làm tiên cá là khùng điên. Nhưng Tuy Un không thể bệnh tật nhờ thành tiên cá. Tuy Un có được tình yêu của tất cả các loài vật nhờ thành tiên cá. Như Tuy Un ngồi ở đây mà mũi nó không cắn Tuy Un là hiểu.
yêu thương quá mà. Thôi mới nói cắn luôn. Bởi vậy không bao giờ tự đắc. Khi mình tự đắc tự cao thì tự nhiên cái máu của mình nó nóng lên, là mình sân si đó, thì máu nóng lên cái con mũi nó quất mình liền. Những con vật nó có tánh linh, mình phải bình ổn thân tâm. Đó, mình phải như là chơi chơi như cục đá cuội vậy đó, thì không con vật nào muốn làm hại mình nha các bạn nha. Cảm xúc phải là như không, có nhưng mà như không có. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Ok các tình yêu của anh, tụi em hạnh phúc quá rồi đúng không? Anh sẽ đợi cho Mi mà. Cho Mi yên tâm. Cho Mi yên tâm nha. Ok, mình đi về nha. À, Funny. Xin lỗi. Lại vụ nước gừng. Đổi tên cho nó Funny rồi, bởi vì nó biết cười. Bởi vì tôi cũng muốn vui. Chó tên là Lucky là may mắn. Tên là Funny là buồn cười, mắc cười. Tên là Happy là vui vẻ. Lovely là dễ thương. Honey là cưng ơi, mật ong. Ok. Vui không? Honey thật chứ. Ủa? Mình có đi lộn đường không mấy đứa? Đúng rồi. Rê à, về Rê ơi. Chờ mấy con chó nó đi khám phá thiên nhiên vậy đó. Chứ thật ra cũng không biết nó làm cái giống gì nữa. Nó chỉ đang tò mò về thế giới xung quanh. Và em tập cho nó sự gan dạ. Để cái tâm của nó không còn là tâm của con chó. Mà lòng gan dạ sẽ giúp cho nó thoát khỏi cảnh giới khổ. Là nó sẵn sàng hy sinh bản thân của nó vì em. Đúng không con? Tụi con sẵn sàng chết vì tiên cá đúng không? Thì tụi con sẽ được làm Phật. Thường lắm. Hôm nay á là ngày ăn chay. Chó tuy học làm thần thú, ngày thường cho ăn cơm thịt gà, nhưng mà hôm nay cho ăn chay luôn. Ăn cơm với nước lã thì không nào chịu ăn hết. Sáng bắt đi bơi 5 giờ sáng, nguyên ngày nay cho ăn cơm với nước lã. Có con ăn, con không chịu ăn. Chó của Tiun là như thế, còn chó của mọi người thì sao Tiun không biết. Những con này mang thân thể chó nhưng mà Tiun đối xử nó như người, bình đẳng như người. Tập luyện cho thoát khỏi cảnh giới chó, chó mà ở gần bậc hiền tri thức thì cũng thành chó có trí tuệ. Sang bằng hết cây cối, chặt phá hết luôn. Cái đường này thật sự nó đang rất là đẹp luôn á. Anh chị thấy mấy bữa em quay phim cảnh đẹp đúng không? Giờ chặt ra hết rồi còn vách tường không hả? Đối với những cái hành động mà tàn phá thiên nhiên này chỉ là một cái tâm tốt, là muốn dọn dẹp sạch sẽ nơi đây, nhưng lại không dọn dẹp rác mà lại chặt phá cây cối, nên cái sự tốt đó nó vẫn chưa gọi là viên mãn. Công đức này nó chưa có gọi là thù thắng. Giống như việc phóng sanh của anh chị, phóng sanh mà giải cứu những cái loài vật không quan trọng, không đóng vai trò cần thiết cho tự nhiên, mà anh chị thả nó ra môi trường nó hủy hoại thiên nhiên. Giống như là mọi người thả con cá
chuồi kiến mà thả nó đi ra ngoài ngoài sông, nó hủy hoại hết những con cá dưới sông luôn đó. Chúng ta làm việc sai nhiều lắm, rồi từ thiện nữa, từ thiện thì nhận được rất là nhiều tiền từ thiện, và cái lòng tham của con người chúng ta nổi lên. Và thế là quý vị là thật sự là những vị Bồ Tát để làm bài học để tuyên cho mọi người thấy. Quý vị liều lắm, quý vị hay lắm. Người ta nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nếu tôi là Bồ Tát tôi sợ, đến lấy chồng lấy vợ mà tôi còn sợ xanh cả mặt. Còn mọi người rất là happy. Tôi không làm được. Quý vị là Bồ Tát của tôi Un đó. Tôi không làm được những việc mà của con người làm. Nên tôi bị khùng, bị điên. Bởi vì cái level của tôi không đạt đến cái trình độ như quý vị. Ở đây cây có đẹp quá, mai ra đây quay phim mới được. Nó không quay kịp chắc nó sang bằng hết luôn quá. Bởi vì quý vị Bồ Tát này còn đang sống trong cảnh giới của quỷ thần, nên thích tàn phá thiên nhiên và động vật, là phá hoại cái cảnh giới của tiên Phật đó. Wow, anh em chúng ta đi xa quá nha. Dạ, tụi này nó đi xa thật đấy. Em cũng đi xa lắm. Hey, chúng ta đang ở đâu đấy? Wow. Ở Việt Nam tất cả đất đều là của nhà nước. Cho dù bạn có mua đất thì đất đó vẫn là đất của nhà nước. Chúng ta chỉ đang thuê đất của nhà nước thôi, chứ không có gì là của chúng ta. Nên nó là của chung, nên chúng ta phải cùng nhau bảo vệ màu xanh thiên nhiên đẹp đẽ này. Nếu ai không bảo vệ nó thì là không thương yêu con cháu của mình, không thương yêu con dâu con rể tương lai của mình, không thương yêu bản thân của mình. Quý vị chả thương yêu ai cả, chỉ thương yêu cái dục vọng của mình, cái tâm tham sân si của mình. Mà khi mất đi thân thể này, quý vị lại muốn đến được thế giới của tiên cá, thế giới của A Di Đà Phật hả? Thật là ảo tưởng hết sức. Muốn đến được thế giới của Chúa Giêsu à. Quý vị đã hy sinh được bao nhiêu cho thiên nhiên động vật? Quý vị có thực hành đức hy sinh của Đức Chúa Trời chưa? Mà toàn nói chuyện ảo về Chúa Giêsu. Nói chuyện của người này người kia, yêu thương nhân loại, nhưng mà đã yêu thương động vật chưa? Quý vị có thật sự yêu thương các loài vật đang góp phần xây dựng nên cuộc sống của nhân loại chưa? Chưa có làm được, mà chỉ đang cực đoan, chỉ đang hủy hoại và tàn phá thiên nhiên. Nên tôi Un mới xuất hiện ở thế giới này để nhắc cho quý vị biết, Tuy Un đã đến để thực hiện lời hứa 3.000 năm với quý vị, cũng là lời cầu nguyện 3.000 năm qua của quý vị dành cho cảnh giới của Tuy Un, cảnh giới của chàng tiên cá biết tất cả. Ồ, cô gái nào hát hay dữ vậy? Ồ, tình đơn phương kìa. Nói chung là tôi sẽ còn làm rất nhiều, cống hiến rất nhiều. Sẽ cống hiến cho đến khi kênh YouTube của Tuy Un bị xóa hết đăng ký. Và chỉ còn lại một đăng ký thôi, thì tôi vẫn còn làm video cho các bạn thấy về giá trị của cuộc sống. Nên bây giờ kênh Tuy Un 400 mấy chục ngàn đăng ký à. Và tôi up mấy cái clip này lên, đối với những bạn trẻ nó là vô bổ. Các bạn cứ từ bỏ cái đăng ký kênh nữa đi, từ bỏ thoải mái. Nhưng còn một đăng ký thì tôi vẫn còn làm. Và cái này làm không phải vì lợi nhuận, bởi vì những người yêu thương chân thật
cái giá trị cuộc sống này thì sẽ ủng hộ tụi anh, còn không thì cứ hủy đi, hủy hoại hết đi, rồi đến lúc thế giới sẽ hủy hoại. Những ai không ủng hộ tụi anh là không cùng đi trên con đường của tụi anh, con đường đi đến sự giác ngộ. Quý vị đi con đường của quý vị, biển khổ nó vẫn còn hiện ra trước mắt quý vị. Bây giờ tôi ôn ê, tụi mình đi đâu vậy? Qua nhà cô Mỹ luôn rồi. Đi sao một vòng qua nhà cô Mỹ này hay nhờ. Cô Mỹ bên đây cũng chặt phá cây cối dữ ha. Mà chặt một đống cây luôn rồi. Ok thôi chúng ta đi về. Anh em à, đi về thôi. Let's go. Trời tối rồi, anh em chúng ta đi về nào. Honey. Tiếp dẫn đạo khuyển đi nào. Ok. Các vị Bồ Tát chó nè. Bồ Tát chó dẫn đường cho tiên cá nhỏ bé Tư Un đến được con đường của chánh đạo coi. Tôi đang lạc lối trong khu rừng nè. Đâu là con đường thoát khỏi khổ nạn đâu. Đây hả? Thấy chưa? Thấy mấy con cuốn Tư Un nó dẫn đường hay không? Đó. Đó. Nó đi như vậy á thì rắn rít đồ á cũng lánh xa hết, nó dọn đường cho Tiêu Ôn đi mà. Nên thần thú phải đi luôn đi bên Tiêu Ôn. Và còn thiên nhiên thì Tiêu Ôn còn biểu diễn cảnh giới của chư thiên, của tiên Phật, sống hòa hợp với thiên nhiên cho quý vị xem. Còn quý vị tàn phá hết, Tiêu Ôn sẽ vẫn sẽ tự tại trong thế giới này, trong vũ trụ này. Nhưng mà các bạn sẽ không có được bài học của thoát khỏi biển khổ. Các bạn mãi mãi không biết được con đường đi đến cực lạc là như thế nào. Bởi vì có hàng ngàn cõi trời, hàng ngàn cõi dục, hàng triệu tỷ thế giới. Mỗi thế giới nhỏ như một hạt cát trên mặt đất này đây. Và kiến thức của một vị thật, một vị Phật A-di-đà, nó nhỏ giống như là một núm lá trên tay vậy đó. Kiến thức vô cùng rộng lớn, thế giới bao la, đa vũ trụ, còn nhiều điều lắm. Mà chỉ có sống hòa hợp với thiên nhiên và động vật, quý vị mới tự khám phá được giá trị đích thực của cuộc sống này, mới đến gần cảnh giới của chư thiên, Bồ Tát, chư Phật. Còn cứ chặt phá cây thì đang sống trong cảnh giới của ma quỷ thần. Nhớ nha, cảnh giới này rất là khổ. Cảnh giới Tây Ôn là cảnh giới sung sướng. Cảnh giới thật sự rất sung sướng. Nói thật với các bạn, tôi nói chuyện như vậy, dù là bạn bè hay học trò của Tiêu Ôn hay là những người thân quen Tiêu Ôn mà phỉ báng Tiêu Ôn, nói rằng tôi nói chuyện khùng điên này kia, tôi sẽ từ xa rời bỏ họ và không làm việc với họ, không giao lưu với họ, không nói chuyện với họ. Có chăng gặp họ chỉ mỉm cười thôi, bởi vì tôi không muốn tạo ác nghiệp với họ. Tiêu Ôn không muốn họ bị mất phước vì Tiêu Ôn, nên tôi sẽ tránh xa tất cả. Để khi nào họ đối diện với sanh tử, gần lúc lâm chung, họ sẽ biết những gì tôi nói có phải là chân thật hay không. Vậy nhé, ngày mai sẽ có một vị sẽ được phóng sanh, hồi hướng công đức này cho anh Khổng Tường Phát. 49 ngày. Tôi vẫn còn đang nợ phóng sanh của cô Yến, cô Lâm Trúc Phương, hai người đó nữa là xong rồi. Phải đợi ngư dân người ta chích thuốc hết mới được. Mua sợi dây xích đó nhiêu tiền con? 17 ngàn. Rẻ dữ vậy. Xích này bằng inox hay gì vậy con?
À, bằng sắt thì nó sẽ bị sét. Xài dây xích bằng inox đó, nó bền hơn. Chó cô to khỏe quá ha. 2 tuổi rồi đó. Sắt sáng viên này 2 tuổi đó. Tuấn, quen nha. À, để con chào hỏi rồi. Tuấn. Tuấn mà. Hồi đem về nó có chút xíu à, nó hơn chó. Nó này dạng như vậy là người ta dễ bắt nó lắm. Đúng nè. Rồi. Nè con thử nó thôi nè mà nó rất dạng nha. Ừ. Đó. Hồi đem về là nhỏ hơn con này nè. Nhỏ xíu à. Dạ. Yeah. Tuấn hả? Ốm nữa, ốm nữa. Tuấn ơi, người ta mở rào rồi đó con. Mở rào thì hồi hôm qua mở rào rồi đó. Con này được mấy chục ký luôn hả cô? Không biết mấy chục, không biết nữa. Nhìn Tuấn chắc 20 ký quá. Tiền không á, 1 ký. Đem ở trên đất nông về đó. Ký mấy trăm ngàn đúng không con? Ừ. Đi đáng đi thì vô. Tội nghiệp quá ha, mở cổng cái bắt đầu có người mua chó là cần đi bắt chó luôn á. Là có người mua chó ăn thịt là bắt đầu đi bắt ha con. Ờ. Mấy chó nhỏ nhỏ này thì bắt về nó chỉ nuôi thôi. Dạ. Thịt thì nó không thịt đâu. Dạ, con nên con để cho tụi nó nhỏ nhỏ, sai nhỏ nhỏ thôi à. Ừ. Tụi con nhớ nha, nhỏ là hên á, may mắn á. Thằng nào mà bự bự là dễ bị làm thịt. Đem vô hết đi, cố đem vô. Dạ. Đó, ông anh nó bển dắt cỡ chó đó đó, cỡ chó nâu nâu bển á. Ừ. Đó, 4 5 con để hôm qua. Dạ. Đi đâu thì mấy anh em cũng đi theo như vậy. Không ai bắt được. Thần thú của Tây Ôn. Ai mà bắt thì người đó hưởng phước lắm luôn. Bắt xong chắc tự nhiên thấy cảm động sám hối luôn á. Thần thú không đó. Mấy em này là đã được quỷ thần ở nơi đây chứng giám hết trơn rồi. Phải đi theo bảo vệ tiên cá cho hoàn thành cái sứ mệnh giải cứu con cháu của họ. Ai mà hại tụi con thì thật sự đúng là tới lúc tụi bay đi giảng sanh đó. Nè con sèn, nguy cơ con bị bắt rất là cao nha sèn. Con á, con là coi chừng bị bắt á. Đùa đi. Thời bắt chó đã đến bởi vì bình yên rồi. Con người bình yên thì thiên nhiên và động vật sẽ bị hại. Quý vị thấy rõ đúng không? Hôm nay em chia sẻ nhẹ nhàng như vậy để mọi người thấy. Con người còn tiếp tục gây hại cho thiên nhiên và động vật thì đừng mong có ngày bình yên. Hết Covid rồi thì sẽ tới cái thứ khác. Và ai là người đã kích hoạt lên cái này? Đó là nhờ các học trò của Tuôn, các vị Bồ Tát đã giúp Tuôn lấy lại sự cân bằng, sự nhân quả công bằng.